Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, trong cuộc sống luôn tồn tại may mắn và xui xẻo, hai mặt đối lập nhưng lại luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. May mắn là điều ai cũng mong muốn có được, ngược lại, xui xẻo thường gây ra nhiều rắc rối, tai họa, bởi vậy mà ai cũng muốn tránh thật xa. Tuy nhiên, không phải cứ muốn là sẽ được, sự may mắn hay xui xẻo thường đến vào những lúc không ai ngờ tới, nhất là sự xui xẻo. Tháng 9 sắp qua đi, nhưng vận đen vẫn liên tục bủa vây những con giáp này. Đây là những con giáp vô cùng xui xẻo, ra đường gặp họa liên miên, trong công việc luôn bị đồng nghiệp chơi xấu, cấp trên khinh thường, chuyện tình cảm vợ chồng vô cùng trắc trở, vợ chồng cãi vã, trong ngoài không yên. Vậy những con giáp xui xẻo nhất ngày 21 tháng 9 âm lịch là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Con giáp đen đủi đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Mùi. Một, tuổi Mùi. Các nhà tử vi học cho biết, dưới tác động của cục diện tương hình, người tuổi Mùi cần giữ bình tĩnh, chớ hành động một cách nông nổi. Bạn không cần phải nổi nóng khi nghe thấy lời khích bác của mọi người khác, nếu không dễ đẩy mình vướng vào rắc rối khó giải quyết. Với người làm kinh doanh, sự cạnh tranh của đối thủ có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, đừng vì thế mà có những suy nghĩ tiêu cực. Bạn cần coi khó khăn là động lực để mình tiến lên phía trước. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tiếp theo là những người tuổi Thân, là con giáp may mắn thứ hai. Hai, tuổi Thân. Phân tích lá số của người tuổi Thân cho thấy kiếp tài gây rối, người tuổi Thân dễ vướng phải mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc là đối tác. Tất cả là tại bản tính cứng đầu cứng cổ, không chịu lắng nghe tiếp thu ý kiến của mọi người. Nếu muốn vượt qua khó khăn, bạn cần thay đổi thái độ của mình. Người làm lãnh đạo cũng cần cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định, nhất là khi những quyết định đó không nhận được sự đồng tình của cấp dưới. Có thể bản mệnh vẫn chưa đánh giá được đúng tình hình thực tế. Và để hóa giải vận đen hay là chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Bên cạnh đó, cục diện thổ kim tương sinh, các cặp vợ chồng luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Đó chính là động lực giúp bạn và người ấy vượt qua những giây phút khó khăn trong cuộc sống mà không phải cặp đôi nào cũng có thể vượt qua được. Tuổi may mắn tiếp theo là những người tuổi Tuất. 3. Tuổi Tuất. Trong ngày hôm nay, cục diện Sửu Tuất tương hình khiến người tuổi Tuất cần phải cẩn thận trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Tốt nhất là bạn không nên tiết lộ công việc của mình để kẻ xấu lấy đó làm cơ sở để lợi dụng. Chuyện làm ăn cũng cần phải cẩn trọng, chớ vội đưa ra những quyết định liều lĩnh. Bạn không nên vội vã chạy theo bước chân của người khác. Hãy xác định xem thực lực của mình nằm ở đâu và tình hình thực tế biến động ra sao trước. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Con giáp tiếp theo ta xét là những người tuổi Dần. 4. Tuổi Dần. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, cục diện mộc khắc thổ khiến người tuổi Dần không nên nhẹ dạ cả tin trong ngày hôm nay để tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Đối phương đang tìm một cơ hội thích hợp để cướp mất công lao của bạn. Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm, bản mệnh nên thẳng thắn hơn với những cảm xúc của mình. Nếu thích một người nào đó, bạn nên thẳng thắn thể hiện bằng những lời nói và hành động quan tâm. Đừng nên tỏ vẻ lạnh lùng khiến người ấy khó hiểu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc,
chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tiếp theo là những người tuổi Thìn. Năm tuổi Thìn. Phân tích lá số tử vi của người tuổi Thìn cho thấy, cục diện tương phá đẩy người tuổi Thìn vào cảnh bị kẻ xấu phá hoại. Ngay cả trong công việc quen thuộc, bản mệnh cũng không được yên thân mà thường xuyên phải giải quyết các rắc rối. Người làm lãnh đạo lại càng cần phải cẩn trọng hơn trước những suy nghĩ, quyết định của mình. Nếu bạn không đưa ra được những phán quyết chính xác thì rất dễ gây ảnh hưởng tới tập thể, khiến mọi người phải vất vả sửa sai. Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế đồ ăn cay nóng hoặc là nhiều dầu mỡ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những người tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tiếp theo là những người tuổi Ngọ. 6 tuổi Ngọ. Luận giải lá số tử vi hôm nay cho thấy cục diện tương hại gây rối. Người tuổi Ngọ cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những rắc rối bất lợi nảy sinh. Có thể do bạn làm việc chưa cẩn thận nên mới để lọt những lỗi sai không đáng có. Khi vấn đề xảy ra, việc bạn cần làm là thừa nhận sai sót, chứ không phải là tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc là cho người này, người khác. Chỉ khi nhận ra khuyết điểm của bản thân, bạn mới tìm được phương hướng thay đổi và tiến bộ hơn. Đáng mừng là hỏa thổ tương sinh, cho thấy người độc thân dần buông bỏ những nỗi buồn đau trong quá khứ để tiến tới tương lai. Bản mệnh biết được mình cần người thế nào nên có thể nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tuổi xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Hợi. Thương quan giáng họa, người tuổi Hợi dễ vướng phải họa quan trường trong ngày hôm nay. Tốt nhất là bạn hạn chế tranh cãi với mọi người và đặc biệt là mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng. Hãy cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Ngược lại, người ghế cao cũng chớ sử dụng quyền lực của mình để chèn ép người khác. Hành động của bản mệnh có thể khiến người khác cảm thấy chán ghét, không muốn tiếp tục làm việc dưới trướng của bạn nữa. Thổ khắc thủy, dù đôi bên vẫn còn tình cảm dành cho nhau, nhưng không thể phủ nhận được những mâu thuẫn đang dần nảy sinh. Đối phương đưa ra những ý kiến áp đặt khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn lắng nghe. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông nhận thông báo mới nhất của kênh để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.